chào cô. Dạ. Cô chú anh chị ơi, đây là địa điểm cuối cùng ha, trước khi mà lon về. Rồi rồi nhóm nhóm cho xe tải về ra mấy kia vô các cho mấy bạn ơi. Này điểm cuối luôn hả chị Lơ? Điểm cuối xong rồi. Chục chiếc xe đó là nước không á. Ủa chị, chị ơi, địa điểm cuối là mình gồm những cái phần quà nào cho bà con ở đây ha? Là nước thùng với lại nước lóc của mình đem lên đó. Dạ. Nước thùng là đặt ở đây tôi đem tới. Còn dầu hả? Dầu là sao chị? Dầu có đem dầu đâu ba em. Dầu bên xe của chị Kinh là 5 thùng. 6 rồi. 6 thùng dầu. Đem hết rồi xuống đây luôn để tặng cho bà con dầu. Dạ. Bao nhiêu phần điểm cuối rồi cô chú anh chị ơi. Mà tổng thống đi ha. 6 7 chiếc xe xong rồi. Quá trời luôn. Ba ơi đại luôn rồi kìa. Đang đợi chị. Quên năm chiếc. Tôi bảo chị Loan. 6 7 chiếc xe xong rồi nó ổng thống chị đi ha. Chị ơi, ở nhà đi. Chị ô vô đi mát nè. Rồi, mình tới lò sấy á, quý chú vậy không? Lò sấy ha, lò sấy luôn. Quá nóng rồi. Đẹp không cô? Cái gì đẹp không? Bây giờ là cô chụp hình với chị Hồng Loan và chú anh chị. Sao bạn? Quá là vui. Rồi bây giờ đó là đi gặp chị Loan là đi nhỏ đúng nào. Bây giờ là phát nước suối nè, phát dầu cho bà con cô bác ở Bình Đại. Rồi bây giờ là chị Hồng Loan đang chuẩn bị nha cô chú anh chị, trước khi mà phát ha, phát nước cho bà con cũng như là dầu cũng được vài trăm phần cô chú anh chị. Chưa bà con ơi. Có mấy xe nước kia mới vô được, mới đưa nước xuống phát cho bà con phát được cũng đi vậy. Chưa bà con ơi. Mới biết. Nhỏ xíu hết.
vui mừng cô chú anh chị ơi. Tức là chị Hồng Loan đang coi đủ hùng chơi khác ha. Bà con đang rất là nhiều quá trời luôn. Lấy đi rồi là không có đếm được số lượng. Chị ơi chị mấy thùng rồi vậy? Chị Hồng Loan ngăn cản ngăn cản cái hỏi chị Trinh có đủ chưa để phát nè. Bán bảy chưa? Để hỏi đi. Chị đang kêu ấy á. Bây giờ là mấy anh em là chuẩn bị là chắc nước xuống này cô chị ơi. Sáng này chắc lên, bây giờ chắc xuống ha. Trời ơi, bà con cô bác và cụ luôn này coi cho chị. Rồi tới bên đây nữa nè cô chú anh chị. Quá trời luôn, bà con rất lười biếng là hết rồi cô chú anh chị, rồi cầm lóc. Bên đây nữa nè. Chị lại. Người góc không? Góc dạ rồi, góc nha. Rồi, ngựa lóc đem đi luôn cho chị ơi. Cô chú mẹ về nhà luôn. Bà con nhận đem về luôn nha. Còn bên đây nữa nha bà con. Bà con nhận luôn nha, bà con chào luôn cô chú anh chị ơi. Bà con người lóc ha. Trời ơi quá trời đông luôn cô chú anh chị ơi. Không.
ai cũng có phần hết, đừng chen lắm, đừng chen lắm. Có bánh luôn nè. Đừng chen lắm bà con ơi. Anh Linh Tý, chị Minh Trâm là phát bánh bên đó. Bánh ở bên kia, nước ở đây. Khỏe cả nhà ơi. Quá trời đông rồi. Thôi em cầm bê để anh phụ luôn cho. Rồi vô. Nè nè bên đây nè chị. Đây nè anh. Chào lên đây nè chị ơi. Bên đây nè chị Long ơi, chị Long ơi, bên đây nè chị. Đông quá. Bánh mì nữa. Nó xôi bánh mì nè. Dạ vô đi cô, lấy đi cô. Công an tới luôn cô chú anh chị ơi. Anh tôi vẫn đang phải cho con. Rồi mọi người ai chưa có? Rồi chưa? Con có nước chưa? Có nước dầu nha. Ai chưa có dầu vô lấy dầu nha. Chú có nước chưa? Có nước cho chị. Có gì dầu? Cái dầu với dầu có ai? Dầu dầu ai chưa có gửi tặng nè. Dầu chưa? Dạ một người một lốc, một người một chai dầu. Cô lấy nước ha. Anh có chưa?
nước mặt rồi. Bà con ơi, chưa có nước. Còn dầu không? Còn dầu không? Ôi cái tóc của tôi nó không mọc được bình thường lắm rồi. Bây giờ đang bắt dầu nữa. Có nước chưa? Nước thấy ơi. Đây đây. Quá trời. Thưa mọi người. 40 độ nha. Quá trời quá đất luôn. Mọi người ơi. Cha ơi. Rồi vô luôn hả? Tắt cái nóng quá. Đi vô trên đây nè. Ánh nắng xuống nó hút vô. Ôi rồi nó chiếu vào tay tôi mới tưởng là ai cắt tay tôi trời. Có ai có dầu? Ôi trời ơi, gió. Có dầu có nước chưa? Ai chưa có nước, chưa lấy nước. Ôi trời ơi, thùng nha cái nhà ơi. Quá trời của tôi chị. Có chừng. Có chừng. Hãy mở. Đi vào chờ ấp lắm. Sẽ bánh mì nha. Vâng, tí cho đóng mình nữa em đi về em. Rồi. 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 Cô khỏe thế. Đó. Rồi. Thế bây giờ đi chứ em về đi chứ. Rồi. Rồi. Có ai là đàn ông đây bưng phụ cô không? Rồi. Rồi. Nóng rồi. Quá trời. Đổ một hồi hộp luôn. Tôi không phải đã đơn rồi. Sợ thiệt thôi. Kiểm tra thôi. Tươi. Cái bà con mình đông vô cái thằng tươi này liền. Con thấy là con vui là được rồi. Đây nè. Vậy mỗi anh em mỗi tháng đến chia sẻ danh thu cho tôi nha. Ai những ai có hơi rõ rồi là chia vậy sẻ. Vậy còn mấy hùng nữa chị phát đến luôn nha. Khoan còn đợi bà con tới giờ tại có hẹn 3 giờ mình tới sớm quá. Dạ. Đâu vô lấy ra vậy? Thì hôm nay là mình tặng bao nhiêu chai dầu hả chị? 200 mấy 600 gì vậy? Mấy trăm chai dầu. Mấy trăm chai dầu luôn. Đó thì bây giờ là còn có ít nè bà con ơi, còn có hơn có chục thùng nữa là hết luôn rồi. Chờ những bà con đến sau ha, cho hẹn là 3 giờ. Mình đến hơi sớm của chú anh chị. Quá là đặc biệt nha. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngơ ngác sao thấy máy trẻ vô nhiều quá. Con ngang ở đây đứng cũng ngơ ngác. Ê, nắng không sợ mà máy trẻ vô thấy sợ. Máy sợ là nó nóng. Rồi mình có thể mình phát biểu vài lời rồi. Cảm nghĩ sao cái hành trình này chị? Anh em đứng nắng hồi nãy giờ mồ hôi nhiều quá. Phát biểu sao cái hành trình này chị ơi? Cảm nghĩ chị. Vui hả chị? Quá là vui quá. Vui sao mặt ngơ ngác quá vậy? Chạy mở xíu. Đúng rồi, đúng không? Chạy mở mà vui chị ha. Mệt mà vui. Mệt rồi.
cô bà con có vô lấy nước không nè để gửi tặng cho dầu nè. Còn nước nè bà con ơi, bà con lấy bà con ơi. Lấy đi nha. Ai đang bên cưa nãy giờ cái dầu ơi. Nè dầu luôn, tặng dầu. Rồi chị Hồng Loan đang gửi dầu mấy cô luôn nè. Hôm nay còn số cô chú anh chị chưa có nè. Rồi ok xong. Tóc mồ hôi hết rồi. Tóc mồ hôi. Dạ cảm ơn. Dạ. Ừ, mấy chai dầu này nữa là hết rồi cô chú anh chị. Nước suối còn mấy lốc nữa. Còn nhiều lắm đó chị. Rồi ok. Còn nhiều lắm chị. Rồi có nhân quân rồi đằng trước rồi cô chú anh chị ơi. Ở đây là có mấy anh trật tự. Đó. Rất là vui ha. Đó, có công an tới đây nè. Bà con ai tới sau là phát sau ha. Rồi hết rồi cái đêm rút bên em ơi. Rồi để lại cho mấy cô chú là tới sao tự cô chú lấy. Rồi vậy cô chú anh chị ơi, có lẽ là vui nhất tại vì nhận vừa được nước hùng nè, nước chai. Rồi bây giờ chị Hồng Loan sẽ lên xe về. Gói mà ấy chưng mòn rồi. Phát coi YouTube đây luôn. Yeah, rồi, cảm ơn anh nha. Ba năm mộ lớn tuổi nè. Rồi bây giờ bà con lên chụp hình nè cô chú anh chị ơi. Rồi 1 2 3 4 2 3 4 5. Rồi, nắm nắm luôn cô. Đây. Rồi 2 3 4 5 6 luôn. Rồi cái chồng tắm luôn. Dạ này cô. Cái con bay ngày làm cho biết từ lần trước tới đây là bạn gì đó. Dạ. Mấy nay rồi. Dạ. Cái là cái này cái thương lắm nè, thấy ấm vàng lắm. Cảm ơn cô. Mọi người nha. Bây giờ là mọi người chuẩn bị rồi. Bây giờ là kết thúc cô chú anh chị ơi. Rồi tới đây thì tôi cũng xin kết thúc nha cô chú anh chị. Rồi hôm nay bây giờ 3 địa điểm đã hoàn tất. Mình hỏi chị cảm nghĩ. Dạ chị gọi xe hả? Chị gọi xe hả? Chị gọi xe hả? Chị gọi xe hả? Cô chú vậy cô bác nào đến sau thì sẽ bên dưới bàn. Dẹp vô kìa cho tao qua kìa anh em ơi. Trời ơi, cài tao chờ kìa. Sống yếu quá chị. Vô miếng cho cài qua kìa. Như xe chị đậu nó kia thấy kìa đó. Đâu. Kìa kìa. Thôi gì đi vô đi qua bên đó còn phải. Trời, đi vô đó. Đúng rồi đó chị. Đi 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 chị ơi, mẹ ơi. Xe mình đâu? Xe chị Long chi xe mình đâu? Muốn theo mình đâu trời? Nè. Để mình đi đậu đây cách đây 5 cây số này hả? Dạ bên đây nè chị. Ờ chào chị Long nha chị Long. Rồi để em về nghỉ trang đi mình vô tiếp.
Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc chị sức khỏe nha. Sau khi kết thúc cái hành trình này rồi, chị có muốn gửi lời gì đến bà con cô bác ở Bến Tre không chị? Chúc bà con cô bác nhiều sức khỏe thôi, nói chung chỉ cần sức khỏe là có trên hết. Đúng rồi. Chỉ cần sức khỏe là chị ha. Cầu mưa luôn. Chị Hồng Loan cầu mưa. Mọi người lên xe nha. Rồi. Bây giờ là tạm biệt chị Hồng Loan luôn nha. Bye bye. Bye bye, bye, bye chị. Xin đường thuận lộ bình an nha. Chị ơi, rồi, hẹn chị 27 nha. Bye bye anh Sang luôn nha. Chào chị Hồng ơi luôn nha. Chào anh Sang. Thôi em không có chào anh Ngọc ơi. Và tới đây thì cái video của đầu tiên xin kết thúc của chú anh chị ơi. Chuyến hành trình ba điểm phát nước thiện nguyện của chị Hồng Loan cùng với sự hỗ trợ của mấy anh em youtuber. Đến đây là kết thúc của chú anh chị ơi. Chúc của chú anh chị đang xem kênh có buổi chiều tốt lành, và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để đồng hành cùng với anh em như là Huyện Tiên, để kênh càng theo phát triển nha cô chú anh chị. Bây giờ là Tiên xin chào.